Em Ninh Shop nhà cụ Vĩnh Phúc xin kính chào toàn thể quý khách thân yêu. Ngày hôm nay thì em Ninh lại tiếp tục làm cái clip về cái sản phẩm đàn organ chuyên nghiệp thương hiệu là Yamaha PR SX720. Thì đây là một cái sản phẩm mẫu mới của thương hiệu Yamaha và đã ra mắt tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm trước thì bên em có về được 5 cây SX720 và em có làm clip báo giá khuyến mại kèm quà tặng cho quý vị rồi. Đó, thì còn một cây cuối cùng duy nhất thì hôm nay em làm cái clip để mà giới thiệu cho quý vị kỹ hơn một chút về cái tính năng và cài đặt dữ liệu trong cái đàn cho quý vị nhé. Đó, thì cái sản phẩm này thì mấy hôm vừa rồi là bên công ty Yamaha thì họ có mở cái gọi là cái buổi demo cho cái dòng sản phẩm đàn SX720 và SX920. Thì giá niêm yết tại công ty Yamaha Việt Nam là SX720 giá là 35 triệu và SX920 giá của nó là hơn 40 triệu quý vị nhé. Đấy, thế nhưng khi quý vị nhấc máy liên hệ với em Ninh chủ shop nhà cụ Vĩnh Phúc theo số điện thoại là 0989634982 quý vị nhé, thì em vẫn luôn ưu tiên cho toàn thể quý vị là với một cái mức giá cực kỳ tốt kèm theo nhiều chế độ quà tặng cho quý vị khi nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989634982. Và em sẽ nhanh chóng hướng dẫn cho quý vị là khi chúng ta mua cái đàn về thì thao tác của chúng ta như thế nào. Đầu tiên ta khui cây đàn ra, nếu như chúng ta cẩn thận thì chúng ta lên đi dán ni non cái cây đàn đó. Chúng ta dán ni non thì chúng ta theo ở miền Bắc thì chúng ta nên dán rạch hở lút nhé. Đấy, không nên dán phủ vì khu vực ngoài miền Bắc thì nó hay lồm ẩm, không khí ẩm nó sẽ vào cái mùa lồm ẩm nó sẽ hấp hơi ở trên mặt, khi mà chúng ta không rạch ra thì sẽ không tốt. Chúng ta nên dán ni non là điều tốt nhất này, sau đó là dán là phải rạch lút, thì chúng ta phải dán phải có thợ chuyên nghiệp là rạch làm sao không bị xiết vào phần nhựa của cây đàn. Đó là một cái điều phải thật là kỹ lưỡng quý vị nhé, điều cần quan tâm. Và cái màn hình là màn hình cảm ứng, thì chúng ta nên có một cái tấm kính để mà bảo vệ cái màn hình, vô tình chúng ta rơi cái gì vào thì nó sẽ bảo vệ cho cái màn hình của chúng ta nó không bị hỏng quý vị nhé. Đó, và tiếp theo thì để cài đặt dữ liệu trong cái đàn thì chúng ta phải chuẩn bị một cái file dữ liệu được copy vào trong một cái USB. Đây là cái USB của em có file dữ liệu quý vị nhé. Sau đó chúng ta kết nối dây nguồn đằng sau đít đàn, chúng ta bật nút khởi động nguồn này. Khi chúng ta bật nút khởi động nguồn này lên thì chúng ta chỉ việc bấm nhẹ tay vào nút nguồn, sau đó cái đèn báo cái chỗ mid setting này nó sẽ sáng lên, và một lúc sau thì màn hình nó sẽ hiển thị cái giao diện logo Yamaha và chữ là PR SX720 quý vị nhé. Đấy là một cái thao tác rất là đơn giản thôi. Sau khi đó khởi động xong thì lúc này chúng ta sẽ gắn USB vào đằng sau cổng USB đằng sau đít đàn quý vị nhé. Và gắn USB vào đây. Đấy, thì để trước khi nó nhận USB, chúng ta chờ trong vòng vài giây thì chúng ta vặn volume, người ta test thử bàn phím. Đấy. Phím cảm giác là nó sẽ thay đổi đánh nó thích hơn, mượt mà hơn so với cái dòng giá trước quý vị nhé. Đó, khả năng là do mới là một phần, hoặc là có thay đổi một chút gì đó về phím thì đánh cảm giác là phím nó thích hơn rất là nhiều và chắc chắn hơn quý vị nhé. Đó, đánh rất là chắc chắn hơn. Và tiếp theo về phần màn hình cảm ứng thì ở đây chúng ta có thể nhìn rõ là đối với cái dòng mà SX700 thì những cái giao diện ở trong màn hình nó sẽ ít hơn, nó khiêm tốn hơn so với cái dòng mà 720 và 920 thì nó sẽ có rất là nhiều ô ở đây. Đó, thì trước tiên là chúng ta cài đặt dữ liệu đi để chúng ta test luôn một thể. Chúng ta muốn cài đặt dữ liệu thì chúng ta bấm một chữ menu, sau đó chúng ta chuyển sang menu 2 nhé, trên góc trên cùng này ta bấm vào menu 2, nó đang bôi trắng ở menu 1 đúng không, ta bấm sang menu 2 thì chúng ta quan sát ở đây thì nó sẽ có phần action đấy, đó ex partition này, ta bấm vào đó thì ở đây nó sẽ hiển thị ra ba cái ô này. Cái ô trên đầu tiên là chúng ta lấy mã info, chúng ta muốn xuất mã info để mà chúng ta muốn mua một summoner của ai đó thì chúng ta chọn một cái chữ đầu tiên, cái ô đầu tiên trên cùng nhá. Ở đây trên màn hình nó khi mà ta bấm vào đó thì nó hiển thị ra ba cái ô như vậy. Ta chọn ô đầu cùng trên cùng này, ta chọn vào đó, sau đó hiển thị chữ can kết và ok, chúng ta bấm chữ ok thì nó sẽ xuất cái mã info sang cái USB chúng ta, sau đó ta bấm ok lần nữa là xong. Đấy, đó là xuất mã info sang USB, sau đó ta cắm cái USB này vào máy tính và ta gửi qua mail hoặc là Zalo của người mà chúng ta cần mua USB dữ liệu summoner cho cái dòng đàn SX720 hoặc là 700, 900 đều như vậy quý vị nhé. Và để khi chúng ta nhận xong thì chúng ta cắm USB vào, chúng ta sẽ bấm vào menu và ta chọn sang menu 2 và chọn phần action này. Sau đó là ba cái ô vừa nãy thì chúng ta sẽ chọn để cài summoner vào, chúng ta chọn ô ở giữa nhé. Đấy.
Còn cái ô cuối cùng nó sẽ là ô để mà chúng ta reset lại cái đàn Factory ạ. Thì chúng ta phải nhớ là khi chúng ta để cái dữ liệu file cài ở trong USB, ta nhớ là mục nạp. Ví dụ đây em để ghi rõ luôn là dữ liệu SX720 rồi, em xuất file rồi. Ta chọn đó, chúng ta tìm cái file cài chúng ta trong này. File cài nó sẽ có cái hình chìa khóa nhé, hình hai ô vuông và một cái hình chìa khóa và có cái tên của mình đặt riêng ra. Đấy, ví dụ như đây là tên là Ninh720 chẳng hạn. Rồi, ta bấm vào nó, ta bấm OK một lần. Đấy, chờ nó load một lúc thì ta bấm OK lần nữa, lần thứ hai. Tiếp tục nó hỏi một lần nữa, em ta bấm lần thứ ba. Ba lần như vậy là chúng ta ngồi chờ đợi, nó sẽ load cái vạch xanh ở đây, nó sẽ chạy. Bây giờ nó chạy lên trên cùng bên trên này thì nó sẽ load đầy vào trong cái đàn này, là lúc đấy nó đã load xong. Sau khi nó load xong thì nó sẽ hiển thị chữ OK. Chúng ta tích của chữ OK để cây đàn nó sẽ tự động là tắt nguồn đi. Sau khi nó tự động tắt nguồn đi thì nó sẽ tự động khởi động lại. Đấy là khi mà trong quá trình chúng ta cài dữ liệu Sampler vào trong cái đàn nó như vậy. Thì rất là nhiều bác khách hàng là không hiểu Sampler là cái gì. Mua một cái đàn học sinh cũng có cũng hỏi là tôi muốn mua cái đàn này, tôi chốt cái đàn này và anh cài Sampler hộ tôi. Thì thưa các bác, là Sampler nó chỉ có những cây đàn chuyên nghiệp cao cấp đời mới, bắt đầu từ S750 cho đến S950 trở về đây thì nó mới bắt đầu có Sampler. Sampler nó là cái một cái phần mềm trên máy tính, chúng ta có thể làm ở phòng thu cũng được. Chúng ta thu tất cả những tiếng nhạc cụ từ bên ngoài hoặc là tiếng người nói, bất cứ một tiếng gì chúng ta thu vào, chúng ta đưa vào một cái phần mềm, chúng ta lén nó vào thành một cái file, sau đó ta cài vào trong cái đàn. Như vậy là cái đàn của chúng ta nó sẽ thu thập tất cả bất cứ những cái tiếng gì chúng ta đưa vào là đều OK là hết quý vị nhé. Kể cả một bài hát, quý vị hát một bài hát chúng ta đưa vào cũng được, nó sẽ loát vào phím. Đó thì nó sẽ tốn dung lượng hơn. Thì chúng ta đa số là chúng ta lấy những cái tiếng cơ bản, tranh sáo bầu cò nhị, những tiếng dân ca, những tiếng cần thiết để chúng ta chơi. Sau đó chúng ta có những cái mà bộ drum, bộ gõ làm sao mà nó mượt mà chuẩn để chúng ta làm style ở trên cái bộ drum đó thì nó nghe nó hay hơn, dày hơn, chắc hơn quý vị nhé. Đấy, còn những cái cây đàn đời thấp mà chưa có phần action này, chưa có phần action user này thì chúng ta sẽ không bao giờ có Sampler nhé, nó chỉ là dữ liệu thôi. Đấy, rất là nhiều bác là hỏi là mua những cái cây đàn bình thường thì bảo là có Sampler chưa. Thì các bác phải, khi mà chúng ta sử dụng cây đàn, chúng ta phải hiểu là Sampler là cái gì. Sampler là dành cho những cái cây đàn mà chuyên nghiệp cao cấp nó ra sau này nó mới có thôi, còn những cái đàn chúng ta đời sâu quá hoặc những đàn học sinh thì sẽ không có, mà nó gọi là dữ liệu nhé, dữ liệu sờ tai và bánh tiếng. Đấy, ta gọi nôm na là như vậy, được chưa? Đó, thì cái cây này để cài dữ liệu thì nó sẽ đang chạy dần dần nhé. Thì em sẽ tạm dừng cái video, khi mà nó cài đến lúc nó OK rồi thì em sẽ tiếp tục. Đó, thì cho nó đỡ khỏi chờ đợi lâu dài. Và quý vị khi mà xem đến kênh YouTube của bên em á, thấy là cái kênh của em có nhiều cái hay bổ ích, thì quý vị có thể xin quý vị là nhấn cho em một nút đăng ký màu đỏ dưới kênh nhé. Đó, thì nhấn cho em một nút đăng ký ủng hộ kênh giúp em để kênh của em có nhiều người theo dõi, nhiều lượt xem. Thì em sẽ cố gắng có nhiều động lực để đưa những sản phẩm tiếp theo lên cho quý vị xem nhé, quý vị nhé. Đó. Rồi, khi mà chúng ta cài đặt dữ liệu xong thì trên cái đàn nó hiển thị cái chữ OK ở đây. Chúng ta tích vào chữ OK. Đấy, thì cái đàn nó sẽ thoát ra. Rồi. Rồi. Như vậy là nó sẽ khác hoàn toàn so với dòng SX700 và SX900 nha. Và tất cả các dòng trước đây là khi cài đặt dữ liệu xong, chúng ta bấm một chữ OK thì cái dòng 720 và 920 này nó sẽ không tắt đàn, nó sẽ không phải khởi động lại. Đấy, cài xong bấm một chữ OK là xong. Nhưng đối với dòng trước đây thì khi mà cài dữ liệu đến phần OK, chúng ta tích cái chữ OK là nó phải khởi động đàn nhé, tắt đàn đi và tự động khởi động lại. Đấy, nhưng với cái dòng này thì cho đến ngày hôm nay thì em mới khám phá lại. Đấy, thực tế cho quý vị là khi cài vào xong cái là nó sẽ OK luôn, OK là nó sẽ sử dụng luôn. Đây, ta thử ở đây nhé. Đấy, xem drum ở trong này, này tiếng này. Đấy. Rất hay luôn quý vị nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ thao tác đến cái phần là thử style. Style thì chúng ta sẽ bấm vào cái tích cái ô màu vàng cam ở trên này, màu cam này, nó ghi chữ style. Chúng ta chọn một chữ user ở giữa nhá, ta tích vào chữ user. Cảm ứng rất nhạy luôn, cảm ứng con này rất nhạy luôn, như là điện thoại smartphone của chúng ta. User chưa có gì đúng không, ta chọn USB.
chúng ta tìm phần dữ liệu của nó. Đây, style cơ bản có cái gì? Đấy. Thế bây giờ chúng ta thử một cái style nó đã nhận đến như vậy là rất là ok rồi. Bây giờ tiếng thì chúng ta sẽ lấy tiếng như thế nào? Khi chúng ta lấy tiếng thì đèn từ 1 đến 8 ở dãy banh tiếng này nó sẽ sáng lên nhá, nó sáng màu xanh lên nhá. Vì rất là nhiều người là bảo là không thấy đèn ở đây sáng nên là đàn ở cái phần này nó đang bị lỗi. Mà vì rất là nhiều người là không biết là ngày trước là em có làm cái clip về cài đặt dữ liệu cho cái đàn khi mới cui ra là có nhiều bác vào comment như vậy, bởi vì cái này chúng ta chưa lấy banh tiếng thì nó chưa sáng đèn lên nhá. Đây, bây giờ chúng ta lấy banh tiếng, chúng ta chọn lưu banh ở trên góc trên cùng này. Tích của nó. U sơ chưa có vì chúng ta chưa có, chúng ta chọn vào phần USB. Ta tìm vào dữ liệu SX720. Đây. Đó, chọn vào đó, đúng không? Chọn lên cái thì đèn ở đây sáng luôn. Thì để chúng ta chọn từ 1 đến 8, chúng ta phải bấm nút Pre này lên. Đấy. Plus này lên nhá, đèn báo đỏ lên thì chúng ta chọn từ 1 đến 8 này. Đánh mạnh ra lớp tranh giải nhá. Ta đánh mạnh và giữ. Rồi. Khi chúng ta chọn được banh tiếng rồi, bây giờ chúng ta bấm exit ra nha. Bây giờ chúng ta phải khóa này. Ta lại bấm vào menu. Đấy, ta chọn về menu 1 nhá. Chúng ta phải khóa cái phần chan pop để chúng ta chuyển tiếng từ 1 đến 8 nó không bị nhảy tông, đúng không? Ta chọn vào nút ring first này. Ring first nó có hình ổ khóa nha. Chọn vào ring first. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây. Chúng ta nhìn vào ô chan pop, đúng không ạ? Ô chăn pop là nó chưa tích dấu màu xanh thì chúng ta chạm tay vào nó tích giấy dấu màu xanh nên là ok. Lúc này là chúng ta chuyển tiếng từ 1 cho đến 8 là nó không bị nhảy tông, được chưa? Đấy. Và một phần nữa là bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh EQ. Trước khi chơi thì chúng ta phải chỉnh được những cái này nhá. Đối với dành những tất cả những đàn mới là trước khi chơi thì chúng ta phải chỉnh EQ làm sao nó hay, nó mượt. Đây. Ví dụ em lấy một cái style cơ bản đi. Bây giờ chúng ta muốn chỉnh EQ hay thì chúng ta bấm vào chữ Mixer EQ. Ta bấm vào đây. Đấy, thì nó hiển thị tất cả các giao diện ở đây. Chúng ta chọn vào phần Master ở cuối cùng nhá. Master cuối cùng thì nó sẽ là hiển thị chữ Compression. Compression thì chúng ta điều chỉnh này. Ở đây là phần Compression thì của nó sẽ ở cái mức là dưới 20 thôi, đúng không? Nó là 20 hay 25 hay 26 gì đấy. Đó, khi mà đàn mới thì bây giờ em vừa em chỉnh rồi nhá. Chúng ta chỉnh lên 35. Đó, chúng ta chỉnh lên 35 cho em. Còn cái phần mà output này chúng ta chỉnh lên 70 cho em nhá. Để làm sao cho hay. Sau đó khi chúng ta chỉnh xong rồi, chúng ta bấm vào mũi tên ở trên này, chúng ta server lại nhá. Chúng ta bấm vào đây. Sau đó chúng ta bấm một chữ server vào user 1 là xong thôi nhá. Đó, sau khi xong phần này rồi thì chúng ta bấm vào chữ EQ ở bên dưới. EQ này. Đấy. Thì cái giao diện EQ này nó khác hoàn toàn so với con SX700 và SX900 rất là nhiều. Đó. Thì chúng ta chỉnh này. Ví dụ là phần ô cuối cùng thì chúng ta để lên cộng 3. Tiếp theo là cộng 2, cộng 1. Đấy. Tiếp theo chúng ta để 0 này. À, phần này chúng ta có thể để 0 hoặc là trừ 1. Phần này tiếp theo thì chúng ta có thể để 0 hoặc trừ 1 nhé. Đấy. Phần gần cuối này chúng ta cũng có thể để 0 hoặc trừ 1 và phần cuối cùng chúng ta để 0 là ok. Hoặc là chúng ta muốn nhiều bát thì chúng ta tăng lên tùy chỉnh theo cái cách sử dụng của từng người. Sau khi chỉnh xong thì chúng ta lại bấm một mũi tên này và chúng ta bấm vào chữ server, ta lưu lại là xong. Đấy, và chúng ta edit ra rất là ok thôi.
anh thích ra chúng ta chọn sợi tai bánh điếm, được chưa? Đây, làm sao mà chúng ta sử dụng cho nó nhuần nhuyễn hợp lý nhé quý vị nhé. Đấy. Đấy, tiếng rất hay luôn, tiếng cực kỳ hay. Rất là nhiều bánh tiếng dân ca nhé. Ok luôn, và đặc biệt là nó có rất là nhiều cái tính năng khi mà chúng ta chọn này. Đây. Hiển thị ở trên này rất là nhiều luôn nhé. Style dữ liệu cực kỳ hay cho quý vị rồi. Ở trong này có rất là nhiều những cái dữ liệu hay. Style theo vần có hết ở trong này luôn. Đấy. Đủ hết các thể loại luôn ở trong này nhé. Rồi. Rất là ok luôn. Cái này thì về phần sờ tai và bánh tiếng thì cam kết cho quý vị là những cái dữ liệu hay chất nhất để em cài vào trong cái đàn khi quý vị mua đàn ở bên em, thì em sẽ hỗ trợ cho quý vị những cái dữ liệu chất lượng ok để cho quý vị có thể sử dụng được. Còn quý vị mà muốn cái dữ liệu mà nó mang lại được nhiều cái đặc sắc, nhiều cái tinh tế hơn đó, thì chúng ta có thể thêm một chút phí đó. Thay vì chúng ta phải bỏ ra vài triệu đồng chúng ta mua, thì chúng ta chỉ thêm một chút phí là chúng ta cũng đã có được một cái bộ dữ liệu rất là ok rồi. Thì bên em có hỗ trợ cho quý vị nhé. Thì về phần dữ liệu thì em cũng đã giới thiệu cho quý vị là chi tiết về cây đàn nó cũng rất là ok, và cài đặt cho quý vị phần hướng dẫn cài đặt từ cài đặt Summer, cài đặt EQ, cài đặt phần chan pop cộng chữ giọng, khóa, bánh tiếng. Đấy. Mọi thứ này em cũng đã chia sẻ cho quý vị hết rồi quý vị nhé. Để còn về thông tin chi tiết nhiều hơn nữa thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp em Ninh shop nhạc cụ Vĩnh Phúc theo số điện thoại là 0989634982. Vì thời lượng nó có hạn nên em cũng không có nhiều thời gian để mà chia sẻ cho quý vị nhiều hơn nữa. Thì đối với cái cây đàn mà SX720 này, về âm thanh, về tất cả mọi thứ, thì chúng ta có thể đánh giá được là nó hay hơn so với cái dòng ra trước rất là nhiều về âm thanh. Nó thay đổi chip âm thanh quý vị nhé. Chip âm thanh thì nghe nó hay hơn, đặc sắc hơn. Về cấu hình của nó thì đối với con 720 này thì cấu hình của nó là gần như là tương đương so với con SX900 ra trước. Con SX900 ra trước thì nó hơn con này là có cái phần kết nối Bluetooth với điện thoại. Đấy. Nhưng con SX720 thì lại không có Bluetooth. Nhưng con SX900 lại không có phần kết nối Wi-Fi qua một cái phần mềm để kết nối chọn style trên điện thoại. Đấy. Còn SX900 mà SX700 là không có cái phần đấy. Còn SX720 lại có. Đấy, 720 và 920 là bắt đầu có cái ứng dụng, có một cái phần mềm ở trên điện thoại để nó kết nối sóng Wi-Fi,
giống như là chúng ta kết nối giữa cái điện thoại với một cái camera không dây ạ. Đó, nó kết nối theo kiểu như vậy nhá. Thì con SX720 và SX920 nó sẽ làm được cái điều đó. Được chưa? Đấy. Và đối với loa của con 720 thì nó sẽ kém hơn con loa SX900. Con SX900 thì nó phân khúc loa của nó là nó sẽ đắt tiền hơn, thì nghe nó đặc sắc hơn, nghe nó hay hơn, nghe loa trên đàn nó sẽ hay hơn. Nhưng mà đối với tín hiệu ra dàn âm thanh ở phía sau này thì đối với con 720 nó là chip âm thanh được cải tiến, nó sẽ không thua kém gì con SX900, ít nhất là bằng con SX900 hoặc có thể hơn quý vị nhé. Nó còn phụ thuộc vào bộ sở tai dữ liệu nữa. Đấy, còn loa trên đàn thì nó kém hơn con SX900 thật đâu. Đó, thì chúng ta đánh giá là kém hơn. Và một số nút ở trên cây đàn SX700 thì nó sẽ chia màu nó khác đi so với SX900 và SX700. Thì là nó toàn bộ là màu đen, nhìn trông là màu vỏ với lại màu thân đàn thì nó nhìn trông nó như là một, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với đằng 720 và 920 này thì nó đã cải tiến các nút nó khác màu đi so với màu vỏ rồi. Đấy, chúng ta nhìn được rõ hơn và nó thêm một số nút ở phía đằng này. Đó, thêm một số nút. À, chúng ta bấm vào đây chúng ta sẽ sử dụng một số nút ở đây. Đấy. À. Và USB. Về cổng USB con SX900 thì có hai cổng USB và con SX700 thì chỉ có S720 chỉ có một cổng USB thôi. Thực ra thì cổng USB nó không cần nhiều quá. Nếu chúng ta muốn nhiều chúng ta có thể mua thêm cổng chia, chúng ta cũng dùng được vài cái ổ USB đúng không? Còn riêng về phần Bluetooth, Bluetooth thì chúng ta không có Bluetooth trong đàn thì chúng ta có thể dùng USB Bluetooth rời bên ngoài, nó rất là đơn giản. Cái đấy rất đơn giản, không có gì quan trọng quá. Quan trọng là cấu hình ở bên trong cái đàn. Đấy, cấu hình thì con 720 này nó đang mang nhiều cái tính năng hơn với con SD900. Đấy, khẳng định quý vị nhé, như vậy nhé. À, rất là nhiều bác là chia sẻ là con SD900 nó đắt tiền hơn thì nó phải hơn con này. Thì tất nhiên là ở cái thời điểm trước nó đắt tiền là đúng rồi. Nhưng mà con SX720 này nó ra sau. Đấy, nó sẽ hơn về công nghệ, nó có nhiều cái công nghệ nó sẽ mới hơn mà con SX900 không có. Con SX900 chỉ hơn là cái cặp loa chất lượng hơn, kêu ấm hơn, đúng không? Hơn ở cái phần Bluetooth thì chúng ta chỉ có thể dùng USB Bluetooth bên ngoài cũng vẫn ok, hơn được một cổng USB là dùng thêm cái cổng chia USB vẫn ok, chẳng có gì cả, đúng không? Không mới là cặp loa này. Đấy. Và cái bộ nhớ của con 720 này cũng là 1 GB, tương đương với con SX900, đúng không? Đó, thì về âm thanh, về chip âm thanh, tất cả mọi thứ này nó cũng rất là ok quý vị nhé. Nó sẽ cải tiến hơn rất là nhiều bác là đang thắc mắc là nó có thay đổi, có cải tiến gì không, có nên thay đổi đàn không. Thì tất nhiên là họ sẽ cải tiến, phải thay đổi thì họ mới bán được đàn. Còn nếu mà họ vẫn giữ nguyên như vậy thì họ đâu có phải là ra một cái sản phẩm mới để bán được cho ai, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu cái điều đó quý vị nhé. Đó. Ta thử nghe một đoạn là nhạc mạnh xem âm thanh hay như nào. Âm thanh của nó cực kỳ hay và cực kỳ đặc sắc luôn quý vị nhá. Đấy, nó cải tiến thì cũng về ngoại hình thì chúng ta có thể là nhìn sơ sài, là chúng ta nhìn ở trên mạng thì chúng ta cảm nhận là nó sẽ không khác gì so với con SX700 và SX900. Nhưng mà về cấu hình nhá, về tính năng, về công nghệ thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều cái, thay đổi đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua quý vị nhá. Rồi, em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em
Xin kính chúc toàn thể quý vị gia đình thân yêu của mình sẽ có thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt toàn thể quý vị.